Đây là ba cái chiến lược mà bạn đang áp dụng cho một cái shop từ con số 0, bây giờ đạt được doanh thu tầm khoảng gần 100 triệu mỗi ngày. Ba cái chiến lược này bạn đang áp dụng cho rất là nhiều shop rồi và kết quả cực kỳ thành công luôn. Mà ba cái chiến lược này nó thấy mọi người rất ít áp dụng nha. Cho nên mọi người xem cái video này để mọi người biết xem ba cái chiến lược bùng nổ đó là gì nha. Đây là một cái shop mà đang hỗ trợ một cho mọi người. Đây mọi người coi doanh thu ngày 12 tháng 8 này, đạt doanh thu gần 100 triệu và bán được gần 400 đơn hàng này. Đây. Đó, thì coi thời gian hỗ trợ nha, thì bên đang hỗ trợ từ ngày 16 tháng 5 này. Là tổng khoản cái shop này thì con số 0 tổng khoản được 3 tháng rồi đấy. Và được gần 100 triệu một ngày, là 3 tỷ một tháng đó mọi người. Mọi người là biết bán hàng ở trên shop là chúng ta phải làm video, làm livestream đúng không? Cho nên là đang sẽ không đề cập cái cách làm video, làm livestream như nào nữa. Mà cái chiến lược đầu tiên á, bên đang áp dụng là chiến lược về tối ưu hóa sản phẩm và makeup sản phẩm. Có rất là nhiều anh chị bán hàng ở trên shop, anh chị cũng như là coi thường cái việc làm hình ảnh sản phẩm làm sao cho chuẩn sale nè, rồi làm sao thì hình ảnh sản phẩm của chị nổi cao nè, anh chị không để ý đến những cái việc đó. Hay là chúng ta không để ý đến cái việc làm sao chúng ta tối ưu về từ khóa nè, từ khóa làm sao cho chuẩn sale, từ khóa làm sao mà chúng ta đưa những từ khóa mà khách hàng tìm kiếm nhiều vào trong cái tiêu đề mô tả sản phẩm này kia, chúng ta không để ý. Và cái việc makeup sản phẩm nè, makeup sản phẩm làm sao cho đủ rồi uy tín này kia đó, chúng ta không để ý cái việc đó. Và sau khi mà đang hướng dẫn cho cái shop này nè, nó tối ưu hóa sản phẩm, makeup sản phẩm tốt rồi đó, thì cái tỷ lệ chuyển đổi doanh thu nó tăng gấp 2 lần nha mọi người, và hiệu quả quảng cáo nó tăng lên rất là nhiều lần. Cho nên mọi người để ý cho cái việc tối ưu hóa sản phẩm, makeup sản phẩm cho mọi người á, thật sự tốt nha. Chiến lược thứ hai là booking KOL KOC hay là mở rộng cái tầm ảnh hưởng của thương hiệu của mình á. Mọi người biết đây là một trong những thương hiệu mới mà chúng ta dựa trên nguồn lực của chúng ta chỉ làm video, chúng ta chỉ làm livestream không á, thì nguồn lực chúng ta nó chưa đủ. Cho nên cái shop này đang kết hợp trên cái việc là booking những bạn KOL KOC này kia, làm review về sản phẩm này kia, mở rộng cái sức ảnh hưởng về sản phẩm thương hiệu này kia, tăng cái traffic vào trong shop của mình, với là mình có những cái nguyên liệu để mình chạy quảng cáo á, nó tạo hiệu quả. Mọi người biết là một cái shop mới đi mà chúng ta có rất là nhiều cái traffic vào trong sản phẩm dịch vụ chúng ta này, và trong cái shop của ta này, thì khi đó là TikTok sẽ đẩy traffic thêm cho shop của mình. Cho nên là những anh chị nào á, mà chúng ta là thương hiệu mới, chúng ta muốn đẩy nhanh á, chúng ta đừng bao giờ chúng ta bỏ qua cái việc là booking KOL KOC để chúng ta tận dụng được cái tệp đứng trên vai không hồ lồ này kia, thì chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Ví dụ cái shop này bên đang hỗ trợ tầm khoảng 3 tháng thôi, bây giờ đạt được doanh thu tầm khoảng hơn 100 triệu, gần 100 triệu mỗi ngày chứ. Và cái chiến lược thứ ba để giúp chúng ta đi nhanh hơn là tận dụng về quảng cáo. Bây giờ chúng ta bán hàng ở trên shop mà chúng ta không biết quảng cáo là một trong những thiệt thòi cực kỳ lớn. Bây giờ chúng ta còn lụi cụi, chúng ta học làm video xây kênh, chúng ta còn học làm video viral này kia, thì không biết chừng nào mọi người mới bán được hàng. Cho nên những cái thương hiệu mới, nếu chúng ta biết về quảng cáo, chúng ta tận dụng quảng cáo, chúng ta sẽ đưa sản phẩm dịch vụ chúng ta mở rộng và tiếp cận khách hàng nó cực kỳ nhanh luôn nha. Và tất cả bây giờ những cái thương hiệu lớn, những cái thương hiệu mà bán được nhiều hàng nhất ở trên shop thì không có ai mà không có chạy quảng cáo hết. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta bán hàng trên shop mà chúng ta không biết chạy quảng cáo là bây giờ chúng ta rất khó có thể duy trì được doanh thu, chứ đừng nói là bùng nổ nha. Và chúng ta đang bị lỗi thời đó mọi người. Chắc chắn có nhiều anh chị xem video này, các anh chị sẽ comment là bán nhiều như vậy liệu có lợi không. Mọi người yên tâm về vấn đề đó, khi mọi người làm việc với bên đang sẽ tư vấn cho mọi người về chi phí và lợi nhuận cân đối như nào, về tài chính như nào luôn, về makeup sản phẩm đặt định giá như nào, khuyến mãi như nào, làm sao cho tối ưu nhất. Và đây là một trong những cái chị về làm về xưởng sản xuất nha mọi người, cho nên chị này có biên lợi nhuận khá là cao, sản phẩm về trên 200.000, và cái chi phí quảng cáo thì đâu đó chiếm khoảng tầm khoảng 10% thôi. Cho nên mọi người cứ yên tâm nha, người ta kinh doanh, người ta có lời người ta mới kinh doanh, chứ lỗ không ai kinh doanh đâu. Ba cái chiến lược này thì shop mọi người áp dụng được bao nhiêu chiến lược rồi, mọi người thử áp dụng cả ba chiến lược này luôn nha, kết quả sẽ làm cho mọi người bất ngờ đó. Và đang có một nhóm Zalo là Home Tech Shop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop, và đang rất hay làm livestream và những cái zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video này luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.